nằm ở phía nam của thị trấn Lai Cách và ngay cạnh trung tâm hành chính của huyện Cẩm Giàng. Thôn Ngũ Mã xưa, nay là thôn Ngọ, còn có vị trí địa lý thuận lợi về giao thông và công nghiệp khi nằm ngay cạnh khu công nghiệp Đại An mở rộng. Từ khi sáp nhập với khu 14 vào cuối năm 2019, thôn Ngọ mới có diện tích là 634 ha. Hiện thôn có 520 hộ dân với tổng số trên 1.820 nhân khẩu. Chi bộ thôn có 88 đảng viên. Trong những năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Ngọ đã cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa cộng đồng theo nếp sống mới đã và đang được phát huy tích cực. Thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Hàng năm, số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 97%. Sự nghiệp giáo dục được các gia đình, dòng họ tích cực quan tâm. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh, thu hút đông đảo nhân dân tham gia như bóng đá, bóng chuyền, dân vũ, dưỡng sinh. Nhân dân trong thôn thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, không còn các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Công tác vệ sinh môi trường luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác bảo tồn, tôn tạo đình chùa, nhà thờ đạo được quan tâm thực hiện. Theo tư liệu lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Hải Dương, căn cứ bia ký tư liệu, hệ thống sắc phong tại đình làng, ngôi đình xưa của thôn Ngũ Mã, thờ Đào Hắc Vân Đại Vương, được khởi dựng vào thời Hậu Lê, thế kỷ 18 và được trùng tu tôn tạo nhiều lần dưới thời nhà Nguyễn. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, theo yêu cầu của chính quyền cách mạng, phải tiêu hủy đình làng nhằm không cho quân Pháp đóng trú để càn quét quê hương. Đến năm 2012, cán bộ nhân dân địa phương đã quyết tâm đồng lòng khởi công xây dựng lại ngôi đình để nhân dân tiếp tục thờ phụng vị thần Đào Hắc Vân Đại Vương là thành hoàng của làng Ngũ Mã xưa, nay là làng Ngọ. Và cứ đến ngày 15 tháng 11 âm lịch hàng năm, nhân dân thôn Ngọ lại làm lễ dâng hương cúng lễ thành hoàng làng, được thành hoàng phù hộ. Nhờ vậy mà thôn xóm hòa thuận, nhà nhà an vui, đời sống đi lên, nhân dân ấm no, hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Lễ hội đình làng được tổ chức nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông mà lớp lớp cháu con và những người con quê hương đang học tập, công tác, làm ăn trên mọi miền của Tổ quốc. Cứ mỗi dịp cuối năm lại nhớ về ngày giỗ thành hoàng làng và lễ hội đình làng, nhớ về quê hương thôn Ngọ, nơi có nhà thờ đạo, có ngôi chùa, có nhà văn hóa, có cây đa, giếng nước sân đình, đã khắc sâu vào tâm thức của mỗi người con xa quê. Nay tiết đông sang, nhân dân trong thôn tổ chức lễ hội tưởng nhớ tri ân thành hoàng làng, cúi đầu vị lễ, cáo hộ toàn dân an khang thịnh vượng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người con đi xa quê. Kính thưa quý vị đại biểu, toàn thể nhân dân, về dự lễ khai mạc lễ hội đình làng hôm nay, ban tổ chức lễ hội xin trân trọng giới thiệu quý đại biểu. Về phía thị trấn Lê Khách xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Hương, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân thị trấn. Ông Nguyễn Trọng Kỳ, phó bí thư thường trực đảng ủy. Ông Nguyễn Trọng Mạc, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân thị trấn, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về phía thôn xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trọng Đại, bí thư chi bộ, trưởng thôn cùng các ông bà cấp ủy, chi hội đoàn thể, ban kinh tế đình làng và sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể nhân dân về dự lễ khai mạc lễ hội đình làng hôm nay, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Đặc biệt xin trân trọng giới thiệu về dự lễ hội đình làng công bố hôm nay, một đoàn có lớp rộng đình làng đình khu thanh niên phường Tân Hưng thành phố Hải Dương, ông Nguyễn Viết Đất làm trưởng đoàn, trưởng thôn, trưởng đoàn múa rồng lân và đến chúc mừng mọi người tham gia hội, đề nghị nhân dân cho mừng. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân và các bộ phận tham gia phục vụ lễ hội về dự lễ khai mạc đình làng, đã góp phần vào thành công của lễ hội đình làng Cao Lộ năm 2023. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tiếp theo ban tổ chức lễ hội xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Trọng Đại, bí thư chi bộ, trưởng thôn lên khai mạc lễ hội đình làng Cao Lộ 2023. Kính mời ông. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, lời đầu tiên thay mặt cho các ủy chính quyền địa phương, ban tổ chức lễ hội gửi đến quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, trong không khí vui tươi phấn khởi mừng các ngày lễ lớn của dân tộc, mừng đất nước đổi mới, mừng quê hương sắp đón chào năm Giáp Thìn 2024, được sự cho phép của đảng ủy, ủy ban nhân dân thị trấn Lê Khách, cấp ủy chính quyền, ban kinh tế đình làng cùng toàn thể nhân dân long trọng tổ chức lễ khai mạc hội đình làng năm 2023. Kính thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đình làng Thôn Mò được xây dựng lại năm 2012. Đình thờ Đào Hắc Vân Đại Vương, ngài là người con thứ ba của năm anh em gia đình họ Đào Công Tạo, là Đào Mạnh Vân Đại Vương, Đào Thanh Vân Đại Vương, Đào Hắc Vân Đại Vương, Đào Sinh Vân Đại Vương, Đào Hoàng Vân Đại Vương. Các ngài có công phục nước an dân. Lễ hội tổ chức trong 2 ngày, bắt đầu từ 7:30 ngày 30/12/2023, kết thúc vào lúc 18:00 ngày 31/12/2023. Đình làng và lễ hội đình làng là dịp để mỗi người dân Thôn Mò bày tỏ lòng tưởng nhớ tri ân đến thành hoàng làng, người có công với nước với dân. Làng và lễ hội để nhân dân dâng lễ cúng tế thành hoàng làng, cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, mọi nhà được an khang thịnh vượng, phú quý bình an, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Thôn Mò ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp bước sang năm mới 2024 đón Tết Giáp Thìn, xin kính chúc quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc cho lễ hội đình làng Thôn Mò năm 2023 thành công tốt đẹp. Tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội đình làng năm 2023 được bắt đầu. Tiếp theo chương trình nổi trống chiêng khai mạc lễ hội đình làng, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Kính và ông Nguyễn Trọng Huy, ban kinh tế đình làng lên nổi trống khai mạc lễ hội. Kính mời ông.
Tiếp theo là lễ dâng hương đình làng. Ban tổ chức xin kính mời các ông hòa bình dâng hương tại hoa làng. Kính mời ông Nguyễn Trọng Cảnh, trưởng ban kinh tế đình làng. Ông Nguyễn Đình Hưng, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị trấn. Ông Nguyễn Trọng Kỳ, phó bí thư thường trực đảng ủy. Ông Nguyễn Trọng Bạc, đảng ủy viên, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thị trấn. Ông Nguyễn Trọng Bạc, bí thư đi bộ, trưởng thôn. Kính mời các ông vào dâng hương thành hoàng hào. Tiếp theo xin kính mời đoàn múa năm rồng khu Thanh Miếu thành phố Hải Dương do ông Nguyễn Nhân Đức làm trưởng đoàn vào làm lễ. Thời đó tên nước là Văn Lang, triều đại
lại vua Duệ Tôn, áo đô ở Phong Châu, vụ đào công tạc, trí tuệ thông minh, văn võ song toàn, được nhà vua và triều đình hưởng phụ cùng huệ. 10 người gia thần về đất Hải Dương, huyện Đa Cẩm nhận khu đất rồi đặt tên là Cách Thị Trang, để triều dân khai cảnh ngập đất cấy cày trồng dâu nuôi tảo. Được 5-6 năm sau thì cụ bà mà Hoàng Thị Nương vẫn đi thủ tiếp vợ 3 năm sau nữa, vợ hai là cụ Lý Thị Trà. Bây giờ trong nước có một họ là Hồ Tôn cùng với bọn Đông La trong rừng cũng tính bất lương hung ác, cướp của giết người. Cụ Đào Công Tạc được triều đình nhà vua cử đi dẹp loạn, đánh tan giặc loạn, cụ tiến quân về triều báo thắng, rồi tiếp tục về Cách Chỉ cùng với gia đình gia thần và nhân dân cày cấy. Sau đó bà Lý Thị Trà có thai và sinh được 5 người con trai, đúng với đám mây ngũ sắc nên đặt tên cho 5 người bằng 5 sắc mây, đó là trắng, xanh, đen, đỏ, vàng. Khi lớn lên, cả 5 ông con trai diện mạo khôi ngô tuấn tú, học giỏi, lao động cần cù, thông minh xuất chúng, võ nghệ cao cường, văn chương uyên mãn. Lúc đó xuất hiện giặc Hồ Lan cộng với giặc biên giới là Ngũ Quỷ. 2 giặc này có hàng 5-6 vạn quân, chúng rất hung dữ tàn ác, nhân dân khiếp sợ, triều đình lo lắng, ban lệnh về Cách Thị Trang cho 5 ông con họ Đào cấp thiết về triều đem quân đi dẹp loạn. Các ông đã đánh tan con giặc, rồi cả 5 anh em trở về triều đình báo thắng, được triều đình ban thưởng và phong sắc cho cả nhà họ Đào, trong đó có cụ Đào Đắc Vân Hải Vương. 10 năm sau, các ông ốm nặng rồi mất cùng một ngày, gọi là ngày hóa thắng. Vua Duệ Tôn sắc cho dân Cách Chỉ Trang lập miếu thờ các ngài đại vương họ Đào. Từ đó nhân dân Cách Chỉ Trang chia làm 5 khu để hàng năm thờ phụng cúng lễ. Khu 1 thôn Trung Đàm nay là thôn Địa thờ Song Đường Bố Mẹ. Khu 2 là thôn Bản Hóa nay là thôn Gạch Mẹ Roi thờ ông Tản Gạch Vân. Khu 3 là thôn An Nghĩa nay là thôn Nghĩa thờ ông thứ hai Thanh Vân. Khu 4 thôn Ngũ Hóa nay là thôn Ngọt thờ ông thứ ba Hắc Vân. Khu 4 Khu 5 thôn Ngũ Phúc là thôn 5 thờ ông thứ tư Xích Vân. Khu 6 thôn Khải Á nay là thôn Bế thờ ông thứ 5 Hoàng Vân. Thôn Đỗ Mán là Mỏ Đông ngày nay về xã Đông Trường thờ ông con nuôi và bái bằng 6 khu. Ngôi đình nhàn xưa thôn Ngọt thôn Ngũ Mã thờ ông Đào Hắc Vân đại vương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Theo yêu cầu của chính quyền cách mạng tiêu hủy đình nhàn, không cho quân giặc đóng trú quân càn quét quê hương. Đến năm 2012, cán bộ và nhân dân xây dựng lại ngôi đình, và cứ đến ngày 15 tháng 11 âm lịch hàng năm, nhân dân làm lễ dâng hương cúng tế thành bảo đảm, được thành hàng ngàn phù hộ. Nhờ vậy mà thôn xóm hòa thuận, nhà nhà an vui, đời sống đi lên, nhân dân ấm no, đón nhận danh hiệu làng văn hóa, giữ được nếp xưa.
người người hướng đạo, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nay tiếp đông sang, nhân dân trong đảng. Tổ chức lễ hội tưởng nhớ tri ân thành hoàng làng, cúi đầu vị lễ cán bộ và nhân dân an khang thịnh vượng, kính cảm toàn dân phúc ngộ gặp lại. Thay mặt cho ban khai quyết định làng, chúng ta đã sắp sửa đón năm mới 2024 và đón xuân Giáp Thìn. Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình là đến Dương Kiều. Kính thưa toàn thể nhân dân, để đảm bảo an toàn trên đường đoàn Dương Kiều, ban chỉ đạo lễ hội thống nhất một số nội dung như sau. Một là đường đi xuất phát từ đình làng về đường trước cửa nhà văn hóa, vào vòng ngoài đường ngã ba nhà ông Ly, vòng ra đường Thủy Tĩnh, vòng ngoài đường chân cầu vượt và đường nhà thờ về đình làng. Hai, thứ tự đi và người phụ trách. Đi đầu là bộ phận duy trì trật tự an ninh giao thông do công an viên tổ tự quản của cựu chiến binh, do anh Võ Minh Hà công an viên phụ trách thực hiện nhiệm vụ như trong kế hoạch. Thứ hai là đoàn thứ hai đội quân dân dòng đơn của khu Thanh Yếu, phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương cho ông Nguyễn Tây Ức làm phụ trách. Đoàn thứ ba, đoàn cầm cờ tổ quốc cầu thần, đoàn cờ tổ quốc 10 người do chi hội phụ nữ, đoàn cầm cờ thần 10 người thực tế. Hai, đi thành hai hàng, bên trái cầm cờ thần, bên phải cầm cờ tổ quốc. Người phụ trách là ông Nguyễn Trọng Sắc, chi hội trưởng Cựu chiến binh. Bốn là đoàn thứ tư, đội chống nhà thờ do đội trưởng phụ trách. Thứ năm là đoàn năm đao bát biểu, đi thành hai hàng, đội tế đảm nhiệm do ông Nguyễn Trọng Sắc phụ trách. Sáu là đoàn viết năm mình do thanh niên làng 12 người, và thanh niên và chủ nhà bóng đá thanh niên phụ trách. Đoàn thứ bảy rước công ngựa và thanh niên trong làng đảm nhiệm 3 người do ông Nguyễn Trọng Khởi phụ trách. Thứ tám là đoàn rước ngựa tuần hoàn gồm 24 thanh niên có đoàn thanh niên đảm nhiệm, có bí thư cho ông Nguyễn Trọng Cải là bí thư đoàn phụ trách. Chúng tôi là do ông Nguyễn Trọng Cải bí thư chi bộ và ông Nguyễn Trọng Quảng bí thư chi đoàn phụ trách. Chín, đoàn thứ chín, đoàn đi cuối cùng là các đoàn thể nhân dân do ông Nguyễn Trọng Toán chi hội người cao tuổi phụ trách. Điều hành chung là do ông Nguyễn Trọng Cải trưởng ban chỉ đạo, bí thư chi bộ trưởng thôn ông Nguyễn Trọng Cảnh phó ban chỉ đạo, trưởng ban cái tiết hành ông Nguyễn Trọng Toán phó ban chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Kim cán bộ ủy ban nhân dân, cán bộ thì lãnh đạo thị trấn, ông Nguyễn Trọng Mạc cán bộ thị trấn. Trên đường đi có vấn đề gì xảy ra, các bộ phận xử lý và kịp thời báo cáo cơ quan chỉ đạo. Sau đây tất cả kính mời là các cô, các ông, các bà và toàn thể quý vị đại biểu và các đoàn chuẩn bị vào để đi đoàn tiếp kiệu. Hôm nay khai mạc đến đây kết thúc. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
Thank you.
thánh vân du chí phu phi phật phong điều thượng hạ chúng nhân hương xã bình an các thánh sử kim thần lễ chủ nguyễn trọng cảnh nội ban thánh tiết chư nhân nguyễn trọng tỉnh nguyễn trọng quan nguyễn trọng quán nguyễn xuân nam nguyễn trọng huy nguyễn trọng tặng nguyễn trọng khởi nguyễn trọng sắc nguyễn trọng say nguyễn xuân kính chủ tế nguyễn trọng đô đại diện đồng vị dân trưởng thôn tiêu bí thư chi bộ nguyễn trọng đại hợp đồng quan viên nhân dân thượng hạ lão ấu quân dân chính đảng lương giáo tập phúc tuyên cường thành công tiến cung đảng công phủ giám pháp tịch giao hiếu triều đình chân ngôn cẩn lương mệnh thường ngọc đế giáng tại lam bang vi thiên hạ chi danh thần tác thành hoàng chi chúa tể phó thủ được Thank you.
Thank you.
Việt Nam xã hội chủ nghĩa Cộng hòa quốc. Quế thứ quý niên thập nhất nguyệt, phúc sinh nhật Hải Dương Tế, Cẩm Gia Huy, Lai Cách Tổng, Lai Cách Xã, Ngũ Mã Thôn, Kỳ Lão Nhân Dân Thượng Hạ Đồng Thôn Ảng, Cẩn Dĩ Hương Hoa Thanh Trước Phù Lưu Kim Ngân Trai Bàn Phi Nghi Thứ Phẩm Hàn Hâm Tư Thỉnh Cảm Chi Cốc Vu Cung Duy Đương Cảnh Thanh Hoàng Bản Thổ Hắc Long Vân Đại Vương Tôn Thần Vi Thiên Bản Xá Tam Vị Đức Vua Ngũ Vị Đại Vương Vi Thiên Ngũ Mã Tiền Triều Tả Hữu Văn Võ Liệt Vị Bất Quan Vi Thiên Cung Vọng Đại Vương Thần Thông Đệ Nhất Hiển Hách Vô Song Vi Thông Minh Chính Trực Chi Tôn Thần Vận Biến Hóa Quy Linh Chi Diệu Lực Quân Du Thế Giới Kiểm Soát Hương Dân Chú Thiện Ác Ư Nhân Gian Giảm Kỳ Đảo Ư Cân Ý Bình Tác Ôn Hoàng Dịch Bệnh Tống Khứ Tha Phương Nguyện Cầu Phú Quý Vinh Hoa Ninh Quy Hương Ý Ngũ Quý Tam Tai Quy Hải Ngoại Cửu Cung Bát Quái Chân Kỳ Trung Không Nguyện Hoàng Thiên Hữu Vĩnh Thánh Đức Vô Cùng Quốc Gia Vũ Cửu Vũ Trường Xã Tắc Thường Cường Thường Thịnh Lão Âu Nhất Thọ Nhất Khang Thế Thế Thường An Thường Hạc Tứ Thời Hanh Thái Bắc Thiên Hưng Long Lam Cập Lữ Tỷ Sương Tỷ Xí Nguyện Giã Đồng Tâm Cầu Chi Như Ý Viết Tư Nhân Thánh Hạ Thánh Đản Tất Tốc Lễ Giá Phục Vi Thượng Gõm Cần Thơ
Thank you.
Thank you.
những người có công với làng xã mình. Trong đó thì có những người tôn giả công giáo, có những người không công giáo, tất cả dân được hưởng. Thế thì giáo họ Ngũ Mã đang sống ở trong khuôn khổ làng Ngũ Mã đây thì cũng được hưởng cái tinh thần hy sinh của cụ Thành Hoàng Lan. Thế mà dịp đặc biệt này thì con linh mục chính sứ cùng với bà con ban chánh chương, ban hành giáo cũng như bà con giáo họ Ngũ Mã đến để thắp hương tri ân, tỏ lòng thành kính để cảm ơn cụ Thành Hoàng Lan đã có công gầy dựng lên làng của chúng ta. Thì lát nữa dừng lễ thì sẽ hướng về cụ cách đặc biệt, xin tri ân ngài đã có công gầy dựng lên làng xã chúng ta. Trong đó thì có những người tôn giáo, công giáo, có những người theo các tín ngưỡng đều được hưởng cái sự hy sinh đó.
dưới dòng sông mang lời ru của mẹ, nơi câu ca anh nghe từ thuở bé, nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta. Về hồi làng ngắm trời đất bao la, hương bưởi hương cau thơm lừng xóm nhỏ. Chiều ven đê anh kết vòng nhẫn cỏ, chào em đầu đời, em nhớ hay quên. Về hồi làng tìm năm tháng bình yên, ta bên nhau ôn lại thời thơ dài. Hoa cỏ mây theo em thời con gái, mãi xa rồi khắc khoải một niềm thương. Tây đa sân đình riêng nước quê hương, vẫn trong tim gạo rực trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt anh trăng rơi. Về với dòng sông mang lời ru của mẹ, nơi câu ca anh nghe từ thuở bé, nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta. Về hồi làng ngắm trời đất bao la, hương bưởi hương cau thơm lừng xóm nhỏ. Chiều ven đê anh kết vòng nhẫn cỏ, chào em đầu đời, em nhớ hay quên. Về hồi làng tìm năm tháng bình yên, ta bên nhau ôn lại thời thơ dài. Hoa cỏ mây theo em thời con gái, mãi xa rồi khắc khoải một niềm thương. Tây đa sân đình riêng nước quê hương, vẫn trong tim gạo rực trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt anh trăng rơi. Tây đa sân đình riêng nước quê hương, vẫn trong tim gạo rực trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt anh trăng rơi. Đêm hội làng anh nhặt anh trăng rơi. Về với dòng sông mang lời ru của mẹ, nơi câu ca anh nghe từ thuở bé, nơi ngọt ngào năm tháng tuổi thơ ta. Về hồi làng ngắm trời đất bao la, hương bưởi hương cau thơm lừng xóm nhỏ. Chiều ven đê anh kết vòng nhẫn cỏ, chào em đầu đời, em nhớ hay quên. Về hồi làng tìm năm tháng bình yên, ta bên nhau ôn lại thời thơ dài. Hoa cỏ mây theo em thời con gái, mãi xa rồi khắc khoải một niềm thương. Tây đa sân đình riêng nước
quê hương vẫn trong tim gạo rực trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt ánh trăng rơi. Cây đa sân đình riêng nước quê hương vẫn trong tim gạo rực trời thắp lửa. Em theo chồng hồi quê không về nữa, đêm hội làng anh nhặt ánh trăng rơi. Đêm hội làng anh nhặt ánh trăng rơi.